tác phẩm The Conjuring của đạo diễn James Wan vào tháng 10 năm 2020 đã có vinh dự trở thành một trong 10 bộ phim kinh dị xuất sắc nhất thế kỷ 21 do báo Rolling Stone bình chọn. Điều này khẳng định rằng những trải nghiệm mà tác phẩm kinh dị ấy mang lại cho khán giả chắc chắn sẽ vô cùng ám ảnh và đáng sợ. Nhưng các bạn có biết rằng so với những gì đã thật sự xảy ra với gia đình Perron, những người đã phải chịu sự tra tấn của mụ phù thủy Bathsheba trong suốt 10 năm trời, thì bộ phim không khác gì một cuộc dạo chơi trong công viên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Kinh Dị, và đây là video những bí ẩn có thật đằng sau The Conjuring. The Conjuring là một trong những tác phẩm thành công nhất của đạo diễn James Wan, bộ não thiên tài đằng sau hàng loạt những bộ phim đình đám như Saw, Dead Silence, Insidious hay Aquaman. Bộ phim được xây dựng dựa trên những ghi chép của hai nhà nghiên cứu hiện tượng tâm linh cực kỳ nổi tiếng là Ed và Lorraine Warren về sự kiện quỷ ám diễn ra tại nông trường Arnold thuộc thành phố Harrisville, bang Rhode Island vào khoảng những năm 70 của thế kỷ trước. Nạn nhân của linh hồn tà ác tại nơi này là gia đình Perron, gồm có 7 thành viên, bố mẹ Roger và Carolyn, 5 cô con gái lần lượt từ lớn đến nhỏ là Andrea, Nancy, Christine, Cindy và April. Gia đình họ chuyển tới nông trường này vào đầu năm 1971 và ngay lập tức cảm thấy sự bất thường tại ngôi nhà mới. Tính đến nay, The Conjuring là tác phẩm đầu tiên, cũng là tác phẩm khắc họa chân thực nhất cơn ác mộng của gia đình Perron. Tuy nhiên, bộ phim vẫn không thể kể được hết những điều kinh khủng đã xảy ra với 7 người họ trong khoảng thời gian 10 năm sinh sống tại đó. Bà Andrea Perron, con gái cả của gia đình Perron năm xưa, trong một lần tham gia phỏng vấn với chương trình San Antonio Living đã thẳng thắn chia sẻ rằng các nhà sản xuất đã thật sự phải giảm nhẹ nó đi rất nhiều để có thể được công chiếu. Đạo diễn James Wan muốn thực hiện bộ phim PG-13 để câu chuyện có thể chạm tới nhiều người xem nhất có thể. Nhưng bộ phim sau đó vẫn bị gắn mác R-rated. James bất ngờ và tức giận. Anh ấy đã phải hỏi hội đồng giám định xem có cảnh quay nào có thể được lược bỏ đi để bộ phim được gắn mác PG-13 hay không. Họ trả lời rằng vấn đề không phải ở cảnh phim, mà bản thân câu chuyện đã quá đáng sợ rồi. Như vậy, có thể thấy, các nhà sản xuất phim The Conjuring đã cực kỳ cẩn thận với tác phẩm của mình. Họ đã phải lược bớt rất nhiều chi tiết có trong ghi chép của vợ chồng Warren để có thể thực hiện bộ phim. Cho nên, trước khi chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra với gia đình Perron, hãy cùng nhìn lại The Conjuring để nhớ lại những chi tiết quan trọng của phim nhé. The Conjuring lấy bối cảnh vào năm 1971 tại ngôi nhà trên nông trường Old Arnold, gọi tắt là Arnold, tại thành phố Harrisville thuộc bang Rhode Island, nơi gia đình Perron chọn làm địa điểm để xây dựng tổ ấm sau một thời gian dài chật vật với vấn đề tài chính. Đáng buồn thay, những trải nghiệm mà họ có tại nơi này lại kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì họ có thể tưởng tượng. Ngày mà gia đình Perron chính thức sở hữu căn nhà cũng là ngày mà cơn ác mộng của họ chính thức bắt đầu. Họ không hề biết rằng nơi này bị ám bởi một nữ phù thủy mang tên Bathsheba. Khi còn sống, bà ta đã hiến tế chính đứa con trai của mình cho quỷ Satan để được ban cho sức mạnh nguyên rủa mảnh đất này ngay cả sau khi mụ qua đời. Trước khi gia đình Perron chuyển tới ngôi nhà, đã có rất nhiều nạn nhân khác dưới sự điều khiển của linh hồn Bathsheba thực hiện những điều khủng khiếp lên bản thân và cả những người xung quanh. Và với việc gia đình Perron chuyển tới sống tại ngôi nhà và đe dọa quyền sở hữu mảnh đất của Bathsheba, họ trở thành những nạn nhân tiếp theo. Sự cảnh cáo của Bathsheba bắt đầu bằng những hiện tượng như đồng hồ dừng chạy vào đúng 3:07 sáng, cũng là mốc mà thời gian mụ ta tự vẫn, đến những điều kinh khủng hơn như những tiếng động lạ, mùi thịt thối nồng nặc, hay thậm chí là dọa giết và tấn công các thành viên của gia đình. Và trong số 7 người, Bathsheba đặc biệt căm ghét Carolyn, mụ tra tấn người phụ nữ đáng thương ấy cả thể chất lẫn tinh thần. Quá sợ hãi về sức mạnh của Bathsheba, Carolyn Perron đã phải tìm sự giúp đỡ của hai nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhân Ed và Lorraine Warren. Sau rất nhiều nỗ lực, hai vợ chồng nhà Warren cùng các cộng sự đã có thể đẩy Bathsheba xuống địa ngục. Cuộc sống của gia đình họ kể từ đó cũng trở nên bình yên. Phiên bản The Conjuring của Hollywood ám ảnh là vậy, nhưng bao nhiêu phần trăm bộ phim là sự thực và bao nhiêu phần trăm là hư cấu? Thậm chí, hai người hùng Ed và Lorraine Warren có thật sự cứu được người mẹ Carolyn Perron như những gì được kể trong phim? Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về lịch sử của nông trường Arnold và căn nhà mà gia đình Perron đã từng sinh sống để hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử được xây dựng trong phim. Ngôi nhà kinh khủng đó thực chất là một căn nhà cổ rộng lớn, được hoàn thành vào năm 1736 với tổng cộng 14 phòng trên một khu đất rộng 800.000 m². Mảnh đất rộng lớn này đã phải thay tên đổi chủ rất nhiều lần, nhưng chính thức được biết đến với cái tên là nông trường Old Arnold khi gia đình Perron mua lại khu vực này vào năm 1970. Trong suốt lịch sử tồn tại của mình, nông trường Arnold đã chứng kiến cái chết của gần 20 người vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tự vẫn đến chết rét, đuối nước hay thậm chí là bị sát hại. Bà Andrea Perron cũng đã từng một lần chia sẻ rằng nơi đây là nhà của 8 thế hệ gia đình Arnold, họ sinh ra, lớn lên ở đây, và một vài người trong số họ chưa bao giờ rời khỏi căn nhà này. Và có lẽ vì quá vương vấn ngôi nhà, một vài vong hồn đã cố tình vượt qua ranh giới âm dương để có thể ở lại nơi đây. Điều này trở thành nỗi ám ảnh với không chỉ nhà Perron. Một số thành viên của gia đình vẫn nhớ như in ngày đầu tiên họ chuyển tới tổ ấm mới. Người chủ cũ của căn nhà đã dặn họ một điều mà cả đời có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được. Vì sự an toàn của chính gia đình, hãy đừng tắt đèn vào buổi tối. Lời khuyên kỳ lạ này vào thời điểm đó nhanh chóng vào tai này và ra tai kia,
vì vào khoảng những năm 1970, Hoa Kỳ còn khá loạn với những vụ án nghiêm trọng thường xuyên diễn ra. Cho nên, các thành viên của gia đình chỉ coi lời nói đó như một lời quan tâm, khuyên nhủ bình thường. Nhưng, chỉ 5 phút sau khi chuyển tới nơi ở mới, chị cả Andrea đã chạm trán với một người đàn ông mặc rất kỳ lạ, đứng trong góc căn bếp. Bà đã lịch sự mở lời chào người đàn ông đó, nhưng ông ta không có bất cứ phản ứng gì. Đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn theo người chủ nhà cũ đang từ từ rời đi. Nhưng, đến khi cả gia đình Perron khuân hết đống đồ đạc vào tới nhà, thì người đàn ông kỳ lạ đó biến mất. Không chỉ riêng Andrea, những người em của bà cũng không cần mất quá nhiều thời gian để gặp những hồn ma khác. Vào khoảng thời gian đầu sống tại đây, những đứa trẻ thường nhận được sự quan tâm của những vong hồn dễ mến. Nổi bật nhất là hồn ma của bà Arnold và cậu bé Johnny Arnold. Đây là những người thường xuyên gần gũi và chơi với các chị em. Những cô bé quý Johnny đến mức đã gọi cậu với cái tên thân mật là Manny. Bên cạnh Manny và bà Arnold, họ còn nghe thấy tiếng của một con ma chổi thường xuyên văng vẳng trong căn nhà. Các chị em nhớ lại rằng họ thường nghe thấy tiếng chổi vang lên ở căn bếp, và mỗi khi họ đi kiểm tra, họ đều thấy một nhúm bụi được quét cẩn thận bên cạnh cái chổi được đặt ngay ngắn ở góc nhà. Tuy nhiên, không phải vong hồn nào tại đây cũng thân thiện như vậy. Cindy còn nhớ như in ngày mà cô bị đánh thức vào giữa đêm vì những tiếng nói chuyện không rõ của ai về việc tồn tại xác của 7 người lính chết trận được chôn cất ngay trong bức tường của ngôi nhà. Không chỉ có Cindy, những người chị em khác của bà cũng phải trải qua những điều đáng sợ tương tự. Cụ thể, họ thường xuyên ngửi thấy một mùi hôi thối như thịt thối rữa kéo dài cả đêm. Và vào đúng 5 giờ 15 sáng, họ sẽ bị đánh thức bởi một hồn ma nào đó. Họ bị nó kéo chân, kéo tay, giật tóc hay thậm chí là lật tung cả chăn đệm của họ. Trong đêm, những cô gái nhà Perron cũng thường xuyên nghe thấy tiếng đập cửa và trẻ em khóc văng vẳng khắp căn nhà. Câu chuyện trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi người mẹ Carolyn Perron trực tiếp nhận được lời đe dọa từ một vong hồn. Theo như bà kể lại, vào đêm hôm đó, bà tỉnh giấc do cảm nhận ai đó đánh thức mình. Khi mở mắt ra, bà nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài xám với chiếc cổ nghiêng sang một bên để lộ chiếc thòng lọng. Ác ma đó nói với Carolyn một điều mà bà sẽ mãi mãi không thể quên được, đó là: "Chúng mày hãy cút khỏi nhà tao, không tao sẽ đuổi chúng mày đi bằng cái chết và sự giày vò." Và sự giày vò ấy đã thật sự xảy ra với Carolyn. Trong một lần ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế trong phòng khách, bà bỗng nhiên cảm thấy như có một chiếc kim khâu lớn sắc nhọn đâm thẳng vào bắp chân của mình, dẫn đến chảy máu. Quá sợ hãi và lo lắng vì những sự kiện này, Carolyn đã tự mình đi tìm hiểu về lịch sử của ngôi nhà lẫn toàn bộ nông trường Arnold. Và thông qua những nghiên cứu của mình, bà cùng gia đình đã phát hiện ra lịch sử đau thương của mảnh đất này và sự tồn tại của một người phụ nữ mang tên Bathsheba, người mà thuở sinh thời từng phải ra hầu tòa vì bị nghi ngờ là phù thủy. Đây là một chi tiết được làm khác đi trong phim. Thay vì để Carolyn tự tìm hiểu về nông trường Arnold, bộ phim đã nhường lại công việc này cho Ed và Lorraine Warren để tăng sự căng thẳng cho bộ phim. Vậy Bathsheba thực chất là ai? Bathsheba, tên thật là Bathsheba Thayer, sinh năm 1882 tại Rhode Island. Vào khoảng năm 30 tuổi, Bathsheba cưới một người nông dân tên Judson Sherman và đổi tên thành Bathsheba Sherman kể từ đó. Theo sổ sách ghi lại được, hai người chỉ có với nhau duy nhất một người con trai tên là Herbert. Mặc dù vậy, vẫn rất nhiều người tin rằng hai vợ chồng đã có với nhau tổng cộng là 4 người con. Nhưng ngoài Herbert ra, thì những đứa trẻ khác đều không may mắn qua đời khi còn quá nhỏ, nên không có một thông tin gì về chúng được ghi lại. Cuộc sống ấm no của Bathsheba với chồng con bị đảo lộn khi một trẻ sơ sinh do bà chăm sóc chết mà không rõ nguyên do. Khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát mới bàng hoàng phát hiện ra là dưới gáy của đứa trẻ có một vết đâm sâu giống như do một chiếc kim khâu gây ra. Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, tất cả những người dân sống xung quanh khu vực nông trại Arnold đều tin rằng Bathsheba là phù thủy. Nhưng vì không có đủ bằng chứng kết tội nên tòa án đã tuyên bố Bathsheba tráng án. Tất nhiên, điều này không thể khiến cộng đồng bị thuyết phục. Họ vẫn đồn thổi rằng Bathsheba là người thờ quỷ và bà ta đã hiến đứa trẻ cũng như những đứa con của mình để trở nên có giá trị hơn trong mắt quỷ Satan. Những kẻ độc mồm độc miệng còn tung lời đồn rằng sau khi Bathsheba qua đời, cơ thể của bà hóa đá vì đó là cái giá phải trả cho việc thờ phụng quỷ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không hề được kiểm chứng. Sau tất cả biến cố ấy, theo một số người có tiếp xúc với Bathsheba, họ chia sẻ rằng bà tuy có trở nên khắt khe hơn với những người làm nhưng không hề có ý định hãm hại ai cả. Vào năm 1885, bà qua đời tại ngôi nhà, hưởng thọ 73 tuổi. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng vẫn có rất nhiều những uẩn khúc đằng sau câu chuyện về cuộc đời Bathsheba. Điều này hoàn toàn khác so với hình tượng một Bathsheba tan độc, hiến tế con và treo cổ tự vẫn để ám ảnh đất Arnold như những gì mà bộ phim The Conjuring đã xây dựng. Nhưng chính vì vết thương ở bắp chân, cùng với những lời phân tích của Lorraine Warren, nhà Perron đã gần như chắc chắn rằng gia đình họ đang bị Bathsheba nguyên rủa. Theo lời kể của bà Andrea Perron, Bathsheba vẫn tự coi mình là người phụ nữ của căn nhà. Đây là lý do mà ác vong đó lại muốn hãm hại mẹ của bà đến như vậy. Bởi có lẽ Bathsheba cho rằng Carolyn đến đây với mục đích chiếm lấy vị trí này của mụ. Không chỉ về mặt thể xác, Bathsheba còn tra tấn Carolyn Perron cả về mặt tinh thần. Mụ ta liên tục giấu đồ, khiến cho Carolyn nghĩ rằng mình đang từ từ phát điên, không thể làm được gì ra hồn. Tuy nhiên, trái với những gì mà vợ mình phải chịu đựng, thì Roger Perron lại có những trải nghiệm tương đối nhẹ nhàng với Bathsheba. Theo chính những lời Roger chia sẻ, ông chỉ cảm nhận được mặt nữ tính và hiền hòa của mụ mà thôi. Ông nhớ lại sự việc này như sau: "Lúc đó, tôi có thể thực sự cảm thấy có bàn tay ai đó vuốt dọc lưng tôi, nhưng khi tôi quay lại thì không thấy ai cả."
gia đình Perron cứ sống trong lo sợ và hoảng loạn như vậy, cho đến khi một người bạn của gia đình biết được câu chuyện và quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ của hai nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhân nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là Ed và Lorraine Warren. Tuy nhiên, khác với trong phim, hai vợ chồng nhà Warren không thật sự giúp gì được nhiều. Sau khi nghiên cứu về ngôi nhà, Ed và Lorraine quả quyết rằng để có thể giải thoát được gia đình Perron khỏi lời nguyền của Bathsheba, một lễ trừ tà phải được thực hiện. Họ đã mời một vị linh mục và một bà đồng để nghi thức có thể được diễn ra. Không một ai trong gia đình Perron được phép theo dõi sự kiện này ngoại trừ Roger. Tuy nhiên, theo lời kể của Andrea, bà đã nhìn lén một phần buổi lễ và nó đã ám ảnh bà cả đời. "Tôi nhìn thấy họ thực hiện buổi trừ tà trong căn bếp, cơ thể mẹ tôi co quắp lại rất kinh khủng. Bà còn nói những ngôn ngữ mà không ai trong số chúng tôi có thể hiểu được. Thậm chí, chiếc ghế mà bà ngồi còn lơ lửng trong không trung." Tuy nhiên, khác với trong phim, lễ trừ tà này diễn ra không thành công. Vì lo cho sự an nguy của vợ mình, Roger đã đuổi Ed, Lorraine cùng cộng sự của họ ra khỏi nhà sau khi lễ trừ tà diễn ra. Nhưng vợ chồng nhà Warren quyết tâm không từ bỏ vụ án này. Trong những năm tháng tiếp theo, họ liên tục có những chuyến ghé thăm và nghiên cứu nơi đây. Tuy vậy, sự hiện diện của họ không hề giúp tình hình trở nên tốt hơn cho gia đình Perron. Gia đình đáng thương ấy tiếp tục phải sống với cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình tại ngôi nhà trong vòng gần 10 năm, cho tới khi vợ chồng Perron tiết kiệm đủ tiền để có thể mua được một nơi ở mới vào năm 1980. Câu chuyện của nhà Perron cùng với sự nổi tiếng của bộ phim The Conjuring có thể đem đến danh tiếng cho những người trong cuộc, nhưng lại là sự phiền toái đối với những người sống tại nông trường Arnold vào thời điểm bộ phim ra mắt. Theo chia sẻ của bà Norma Sutcliffe, cuộc sống của chủ ngôi nhà vào khoảng thời gian đó đã thực sự bị đảo lộn vì phim. Bà chia sẻ rằng trong suốt thời gian bà sống tại đây, chưa bao giờ bà gặp phải điều gì như gia đình Perron đã kể. Bà Sutcliffe thậm chí đã đâm đơn kiện đoàn làm phim The Conjuring vì bộ phim đã khiến cho rất nhiều fan hiếu kỳ đến quấy nhiễu nhà bà. Sau khi bà Sutcliffe chuyển đi vào năm 2019, căn nhà được mua lại bởi cặp vợ chồng trẻ Corey và Jennifer Heinzen. Khác với bà Sutcliffe, Corey và Jennifer lại một mực đồng ý với việc ngôi nhà này bị ma ám. Trong khoảng thời gian họ sống tại đây, hai vợ chồng liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Tuy nhiên, những hiện tượng mà họ nhìn thấy không hề kinh khủng như những gì mà nhà Perron đã phải trải qua vào những năm 70 của thế kỷ trước. Và cứ như vậy, thực hư về sự kiện quỷ ám tại ngôi nhà trên nông trường Arnold đến nay vẫn là một ẩn số. Có người cho rằng gia đình Perron và Warren đã bịa chuyện để được trở nên nổi tiếng. Nhưng vẫn có một số đông tin rằng câu chuyện mà 7 người họ phải trải qua chắc chắn là thật. Nhưng dù tin hay không tin thì có một điểm mà chúng ta đều phải công nhận, đó là bộ phim The Conjuring đã cho chúng ta một câu chuyện tuyệt vời và cho chúng ta cơ hội để được biết đến một trong những bí ẩn lớn nhất của Hoa Kỳ vào thế kỷ 20. Những bộ phim kinh dị dựa trên chuyện có thật thường được làm quá lên để tăng tính căng thẳng. Nhưng trường hợp của The Conjuring thật thú vị khi phim lại không là gì so với những câu chuyện được kể lại. Liệu trong tương lai chúng ta có được thấy rõ hơn những điều kinh khủng này trong một bộ phim nào khác? Và các bạn có muốn nghe thêm về những câu chuyện thật đằng sau những bộ phim kinh dị không? Nếu có thì hãy nhấn like và đừng quên đón xem cả video top phim kinh dị dựa trên chuyện có thật sẽ ra mắt trong tuần sau nhé. Cảm ơn các bạn vì đã xem và hẹn gặp lại. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.